Xin chào cả nhà nha, thấy vui không? Cái chỗ sạch thì ông ở, ông đi ra cái vũng nước ông tắm nè cả nhà. Trời ơi, nhìn cái người của ông nè, ui trời ơi, cả nhà thấy ông không? Ôi bây giờ nhìn ông là giống như cái con gì luôn á chứ. Ông thích nước lắm nha cả nhà. Đấy, bây giờ là cũng rất là vất vả để mà rửa ráy cho ổng á. Ôi trời ơi, cái người của ổng nè cả nhà thấy không? Ôi thương ổng ghê luôn. Đó rồi ổng bu tới tôi. Trời ơi, cả nhà để nhà, lát nữa là ảnh, lát nữa là anh tới cái vũng nước anh tắm nữa coi. Đó trời ơi, đúng là cưng ghê luôn. Nhưng mà chỗ này là chỗ sửa xe cho nên là ảnh vô lắm cả nhà. Đó, anh ham vui á, nhốt anh hoài, cái bây giờ là thả anh ra, cái anh ham vui. Trời ơi, cưng anh ghê luôn. Đó, có người quán kìa đẹp không? Đó, có người quán kìa cả nhà. Đấy, ngó kìa. Vậy mà anh cũng chịu được, anh rất là thích nước nha. Tại vì anh được tắm hoài cái quen á. Nhưng mà bây giờ là dầu nhớt dính tùm lum hết. Dầu nhớt dính tùm lum hết. Đây là do anh ham chơi ấy nha cả nhà. Anh ham chơi, anh chạy tới chạy lui rồi anh ra ngoài nước anh ngâm, mà anh lại ngâm vô cái vũng nước dầu nhớt không. Đấy, không biết đường anh lần. Đây nữa nè cả nhà. Đấy, thì mấy chú rất là hiền, rất là tội nghiệp. Nhưng mà em còn tội hơn mấy chú nữa. Ngày đồ cũng không dám nghỉ cả nhà, em cũng vẫn đi làm việc. Đó có nghỉ đâu, mà bây giờ thấy mấy chú như thế này thì ở nhà mà có phụ nữ thì đỡ nha. Đó, ở nhà có phụ nữ đỡ cho mệt, nhà mà có đàn ông là thua. Thua. Tội giống ghê luôn, bây giờ biết làm sao. Thấy cưng không cả nhà? Người ta là sạch sẽ, thơm tho. Đi lên phố Bùi Viện, lên Nguyễn Huệ, vào phòng trà, cà phê, người sạch sẽ thơm tho. Còn ổng thì bây giờ ổng ở đây thì ổng cũng phải chấp nhận chịu khổ. Đấy, nhưng mà được cái tính là mọi người thấy anh không chê. Vừa mới đem về là anh cũng lăn sen lắng sắng đồ, anh cũng hiền từ, anh cũng ham vui. Đó, chỗ nào vui là anh chạy tới, kể cả cái đây là cái vũng nhớt anh cũng không phân biệt được là cái vũng nhớt hay là cái vũng nước nữa, mà anh thấy nước á là anh nhào vô. Đó, hậu quả là để nguyên cả cái bụng như vậy nè cả nhà, thấy không? Thấy cưng anh ghê không? Đó, anh đi ham chơi không đấy cả nhà, mà chơi với ảnh thì cũng hết cái thời gian luôn. Người ta sạch sẽ thơm tho mà sao mày dơ dữ vậy hả? Hả, anh đi ngửi cái gì cả nhà? Đó, anh ham chơi lắm. Đó, thấy không, anh như là một đứa trẻ gì đó, anh ham chơi lắm, gặp cái gì là anh len sang, anh liếu xíu. Đấy, có anh này, có anh thì coi coi thử anh đi đâu, coi thử anh có lại cái vũng nước kia nữa không. Đó, em đoán thế nào là anh đi chơi mệt anh cũng lại cái vũng nước đó. Cái vũng nước đó là cái vũng nước dầu nhớt, khi mà sửa xe xong á là xịt xe là nó dơ. Đấy, em cũng biết là vậy, nhưng mà nhà thì có phụ nữ thì mới được. Nhà mà đàn ông không là thua. Tắm cho ổng rồi không biết là lấy cái gì mà tẩy cho ra được. Mà có ra thì cũng mất cả ngày á trời. Đó, nó không kìa, nó không kìa. Ê. Nó không kìa. Để coi thử ổng đi đâu nha cả nhà. Đấy, để coi thử ổng đi đâu. Em chỉ đi theo ông thôi nha. Ông rất là hiền nha. Ông hiền với người quen thôi, chứ người lạ là ông sủa dữ lắm. Đó, nhìn thấy cái bụng của ông không? Nhớt nhau tè le. Để em ngồi em canh thử ông có lại vũng nước không. Cưng lắm cả nhà. Ông tới vũng nước ông ngồi giống như ông đi tắm biển vậy á. Để em coi thế này nha. Đó. À, anh ham vui. Đó, anh đi cứ đi ngửi 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 ngửi. Để em coi thử ảnh có đi tới cái vũng nước không nha cả nhà. Đấy thì ở nhà mấy thú cưng của cả nhà sao thì em không biết.
Nhưng mà anh này anh không chê dơ, anh cũng không chê nghèo. Đó, cho nên là anh cũng lang thang ở đây. Anh bất chấp luôn, mà anh đi ngửi ngửi cái gì thì em không biết. Đó, anh ngửi 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 hoài mà không biết ngửi gì đây. Đó, ăn ăn sang mặc sướng hoài rồi. Bây giờ chịu khổ. Anh cũng chịu luôn. Đó, chứng minh ra là anh này là biết điều, thương yêu chủ, cũng như là hiểu, biết mình nói, cho nên là anh không có lại cái vũng nước đó. Thì bây giờ em sẽ dụ nha, em dụ hai cái thú cưng này đi theo, là anh sẽ đi theo. Mà đi theo cái vũng nước không biết là anh có vô tắm không thì em không biết nha. Đó, đó, thấy không, thấy không, thấy không, thấy không? Đó, đó, em coi, em ngồi em canh anh có vô vũng nước nào không nha cả nhà. Đấy, cái vũng nước này là cái vũng nước sình, cái vũng nước dầu. Anh vô để anh tắm, để anh coi được. Ôi, 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 ôi. Chạy đâu chạy dữ vậy, thấy không cả nhà? Đó, thấy không, không? Đó. Ôi. Đó, em dụ mấy bé này ở đây thì chắc chắn là anh cũng quần lại. Đó, dễ gì, thấy không cả nhà? Ê. Đó, em sẽ yên tĩnh coi thử là anh có vô cái vũng nước không nè. Nè nè, đó đó, cả nhà để ý nè. Đó 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 đó. Nè, ngon nè, anh ngửi 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 cái anh nằm xuống nè. Em không biết anh có phân biệt được không? Đó, anh ngửi ngửi. Bắt đầu nha cả nhà, đừng có nói gì hết. Đó 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 nè nè nè. Đó. Ôi, anh chạy là bụi văn tứ lung tung luôn á cả nhà. Đó, ngon kìa, ngon kìa. Đó 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 đó, ngon anh. Ngon anh kìa, buồn cười không? Để em coi thử. Đó, nó buồn cười không cả nhà? Anh chạy tứ lung tung hết. Đó, để em coi thử. Đó, em cứ ngồi em canh cái vũng nước này. Thế nào anh mệt anh cũng tới ngâm mình vô đây nè. Đó, 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 ngon kìa, ngon kìa. Ui, ui. Mỗi lần anh chạy qua em nói là nó văng tứ lung tung luôn cả nhà. Ôi trời ơi, nó dằn hết lên người em luôn á cả nhà. Đó, ngon kìa. Ui, thiệt tình ổng luôn á, ngon không kìa. Đó 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 đó. Đó nè, ngon nè. Đó đó đó. Ngon anh nè. Anh cứ anh chạy ra, anh chạy vô vậy á. Ý là anh mừng á. Để em coi thử. Anh mừng á cả nhà. Để em coi thử là cái sức khỏe của anh bao lâu. Anh khác với mấy chú này, thấy không? Mấy chú này rất là hiền. Đó. Chú này rất là hiền. Mấy chú này thì cứ đứng đây chơi hoài à. Mình nói gì là cũng nghe. Anh kia cũng nghe, nhưng mà có điều anh hung dữ hơn một tí. Chạy nãy giờ anh chạy ra, anh chạy vô mấy vòng mình đó nha cả nhà. Đây, 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 đây. Đây, đây, con ngon anh kìa, con nè, con nè, con nè. Con chạy vô nữa nè cả nhà. Con này, con này. Để em coi thử, để em coi thử. Không phải nói gì. Đó 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 đó, đó anh chạy như ngựa ấy cả nhà. Đó, để em coi tới khi nào anh nằm lại cái vũng nước này cho cả nhà xem thực tế nè. Đó đó, người sạch không ưng. Đó đó, người, ui trời ơi, người sạch anh không ưng, anh ưng dơ vậy á cả nhà. Đấy, để em coi thử sức khỏe của anh bao nhiêu. Ui ui ui, anh chạy khá là nhanh nha, mà anh chạy là nó dít sợ anh luôn. Đấy, một buổi chiều lại chơi với anh cả hết cái ngày luôn á, anh như là một cái đứa trẻ. Đó, đó, đó. Để em coi thì anh có nằm ở vũng nước này không cho cả nhà xem. Anh không phân biệt được là vũng nước dơ hay sạch, mà anh thấy nước là anh phóng vô, là nghĩa rằng là anh này anh đã quen ăn sung mặc sướng, anh quen tắm nước nè. Này 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 này, đó nè. Ôi ôi ôi, không, không. Chưa chưa chưa. Đợi em phải đợi cho bằng được là anh tự động anh nằm xuống cái vũng nước này nè. Mà nước này cạn chứ đâu phải nhanh. Anh thấy em quay phim á cả nhà. Hình như là anh hiểu á, anh thấy em quay phim á, hồi nãy anh không có chạy như vậy. Mà từ khi là em mở máy quay để canh vũng nước á là bắt đầu là anh giống vậy đó. Đó nè 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 cả nhà nhìn nè. Đó, cả nhà thấy rõ không?
Đó, anh biết em đang quay phim, cho nên anh làm sung giống vậy rồi anh vô anh nằm giống vậy nè. Này cả nhà thấy không, cái vũng nước này có sạch đâu, nó dơ cho nó có sạch đâu, mà anh không phân biệt được. Đó, anh không phân biệt được cái vũng nước này dơ hay sạch. Mà cái vũng nước này đâu phải nước bình thường đâu cả nhà, dầu nhớt không đó. Đó, thấy không, dầu nhớt không đó. Mà anh vậy đó là chứng tỏ ra là anh cũng rất là nóng, cho nên anh đi muốn tìm nước. Đấy, mà cái vũng nước này nó rất là cạn. Cái vũng nước này vũng nước rửa xe. Mà anh kìa, cưng dễ sợ. Thường anh dễ sợ luôn, nhưng mà lát nữa phải tắm cho anh là cũng phải mất một ngày luôn. Rồi làm sao mà lau dầu nhớt được ra. Đó, thấy không, ăn sung mặc sướng cho nó đã. Đó, ăn sung mặc sướng cho đã. Rồi bây giờ đi tắm bùn. Đấy, ăn sung mặc sướng cho đã. Đi bây giờ đi tắm bùn. Đó, cả nhà nhìn kìa. Ôi trời ơi, trời ơi, ôi trời ơi, gì vậy trời. Cả nhà thấy anh không? Ôi trời ơi, anh thấy em quay phim á, anh biết á cả nhà, cho nên anh làm nũng á, anh như một đứa trẻ vậy đó. Trời ơi, ngó ổng kìa cả nhà ơi, chắc nhốt anh lại thôi, để cho mẹ nó về xử lý, chứ bây giờ anh đi dây rồi anh còn lăn tới lăn lui nữa. Trời ơi, cái nước dây mà anh lăn. Ôi chết luôn, thôi đem anh đi vô nhốt lại đi cả nhà ơi. Đấy, anh lăn tới lăn lui rồi bây giờ anh tránh né. Thôi, vô đây. Đó, bồi ghê thiệt chứ, vô đây, vô đi kiếm cái vỏ nhốt anh lại nha cả nhà, chứ để đi ra đường này ông bôi cái người quả không biết tin luôn. Ê, vô đây nhanh, cái con điên này. Đấy, chạy chứ không. Vô đây. Quy rồi ai ơi, đây nè đây vô đây. Cả nhà nó biết em á cả nhà ơi, phải bắt nó nhốt lại nha, chứ để là nó bôi ra nha. Em nhốt anh lại rồi, anh lì quá anh nhốt anh lại rồi. Giờ em đi làm đã. Để về mẹ nó tắm cho nó. Tắm cho nó chắc cũng mất cả ngày. Đăng ký kênh cho em nha. Đó, mọi người thấy thích thì đăng ký kênh cho em nha.